Trời má ơi, nó nặng trắng này. Không có ai Đạt ơi, không có em quay chụp hình cho chị rất là buồn. Đạt ơi, Đạt ơi, em hãy nhìn đi, em hãy nhìn đằng sau cái cây của chị đi. Trời ơi, nó đẹp lắm Đạt ơi. Đấy, cây hoa này nó nhiều mà sao mà không có ai quay chụp hình cho tôi. Trời ơi là trời, các bà thấy chưa, tôi ra đây tôi bôi kem chống nắng thì mấy bà ơi đó, mấy bà nhòm đi, các bà nhòm đi, các bà nhòm đi, ở đây cái cây nè. Đó, mời mấy bà. Đó, cái cây này mấy bà ơi, không ai chụp hình cho tôi. Không ai chụp hình cho tôi, mấy mẹ ơi. Các bà nhìn cho tôi đi. Đó. Đẹp không? Cái cây đẹp không? Ra đường tôi bôi kem chống nắng này nha mấy bà, sắp hết tuýp này rồi. Trời ơi, ta đang chờ hàng gửi sang mà hết tuýp này rồi. Trời ơi là trời, kem chống nắng này hết đến nơi rồi mấy mẹ ơi. Đó, kem chống nắng nhà em nha mấy chị, trắng lên tông, lên một tông thôi. Trời ơi các chị ơi, cái cây đẹp không, cái hoa đẹp không. Trời ơi các bà giùm tôi đi, các bà nhìn này. Nếu các bà là các bà ở đây, các bà có chụp hình không? Chắc mai tôi phải mặc cái áo dài tôi chụp hình mấy bà ơi. Ồ, men cái cây. Trời ơi. Trời ơi, má ơi, chụp bức hình mới được. Đẹp không mấy chị? Không biết cây hoa này gọi là hoa gì. Không biết cây hoa này gọi là hoa gì nha mấy chị. Trời ơi, hoa đẹp lắm mà vẫn biết sao không? Không qua chụp hình cho em. Không ai chụp hình cho em luôn. Trời ơi ta nói, tức gì đâu. Thế nào? Quá. Em đi trên cỏ non và ta vô điều bàn chân. Em như cây lón lá, cây cầu dừa xoa dịu bàn chân. Quê hương em chốn Thanh Bình có hàng tre. Trời ơi ta nói, trời ơi không có ai quay cho clip này, ta tức quá. Tức ghê mấy bà. Làm sao để tôi quảng cáo cho các bà biết được cái ví nhà tôi nó đẹp như thế nào. Hôm nay em đi sang cho Kiến đi chơi. Cái ví nhà em này. Em cũng không biết hoa gì chị ơi. Cái ví này các chị thấy đẹp không?
Đó. Trời ơi. Nhìn tưởng hoa giả hoa thật đấy chị. Quên chưa đánh son. Sáng giờ chưa đánh son má ơi. Đánh cái cây son dưỡng không hai. Em không biết hoa gì chị. Em biết hoa gì em đã chỉ cho chị không biết hoa gì luôn. Ba lô chị nào mua liên hệ em nha. Em không biết hoa gì nữa chị. Cái hoa này nó cái hoa gì đâu biết đâu. Kéo khóa cái má ơi. Nắng là bao giờ nó cũng trắng cái da mọi người. Ở trong nhà đèn đóm nó kém. Em đứng xa xa rồi nhìn cái cây nha. Cây hoa đẹp quá à. Ước gì con Đạt còn như Vũ chụp hình cho em. Kính em đeo nhà em có bán nhá. Có màu da beo, màu đen và màu trắng. Em chụp cận bông hoa để em xem nha. Em xem nó là cái hoa gì nha mọi người. Mọi người thấy cây hoa chưa? Đẹp không? Màu móng đẹp không? Ê, cái hoa này tự dưng thành đẹp nha mấy bà. Cái hoa này tự dưng hợp chứ cái móng nha mọi người. Đúng mọi người, tự dưng cái bông hoa nó hợp nha. Đúng với chị. Cái bông hoa này. Em có đánh điệu điệu như mấy chị đâu.
Trời ơi ta nói. Ơi. Về ăn và cháo lòng hả? Bà chị tôi gọi về ăn cháo lòng với mẹ. Mấy hôm nữa ở đây có hàng hoa tím mọi người. Kem chống nắng mọi người mua inbox em nha. Kem chống nắng nha, em dùng thích lắm mọi người thấy không? Mọi người khen em xinh một cái đi cho em vui. Sướng lắm, chị thương lắm, chị chủ lắm. Đi làm lao công mà chị chủ thương lắm nha mọi người. Chị chủ biết khi ăn cháo lòng, nấu cháo lòng cho ăn lắm mọi người. À đồng hồ á nhà bán. Nó bị hết pin mà quên chưa thay. Bây giờ không biết bên này làm sao để thay pin. Sắp tới cái cây này nó sẽ lên màu tím mọi người. Đó, tí nó sẽ lên màu tím hết mọi người. Này đẹp không? Mọi người đeo hoa đẹp lắm mọi người ơi. Trời ơi, ôi cái bông tím kìa. Hoa đẹp lắm mọi người. Cái gì? Gọi về ăn hả? Đang khoe ơi khoe bà ơi. À lên ngồi rồi hả? Ok về nhờ, ok. Đồng hồ 2850 giảm các chị còn 2550. Đó. Trời má ơi. Gọi về nhậu má ơi. Nhậu sớm quá. Trời ơi, Rick. Hello này cây. Ui chưa cái cây sao kia kia to thế. Cái hoa kìa. Hoa bây giờ đầy nhóc. Rồi ơi. Lượn 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 lượn. Mấy bước hoa cây. Men các bà. Các bạn thấy hoa chưa? Đẹp chưa? Thôi vào nhậu nha. Chị tôi nấu đồ nhậu xong rồi tôi vào tôi nhậu má ơi. À con nhà bà chị chơi mà. Thôi đi vào nhậu nha. Bên này 3 rưỡi chiều. Bye bye. Ngã nào ngã nào. Úi dồi ôi, ông trời ơi, ơi dồi ôi. Men. Trời ơi, nó con muốn đi, cô bỏ này ra cho con đi nào. Men. Nào ra đây xem, đi vào cái góc nào xem nào. Trời ơi Kiến ơi. Quay cái cây nha.
rồi, dân chơi. Dân chơi của chúng ta. Kem chống nắng mẹ dùng. Úi giời. Úi giời. Con để kính đi trên đầu. Nắng quá. Nắng quá không con? Cầm hộp kem chống nắng lên, đóng nắp vào. Quay nhãn hiệu ra cho mẹ. Để cái úp xuống. Xin chào mọi người. Hôm nay mình đi ra ngoài đường. Khoảng 10 ngày rồi mình mới được đi chơi. Và mọi người thấy không, ở bên Mỹ, cái tiểu bang mình ở, cái cây hoa này là cây hoa gì không biết, nhưng mà nó rất là nhiều hoa mọi người ơi. Trong trời nắng thế này thôi nhưng mà rất lạnh nha mọi người. Tuy nhiên với mình thì việc bôi kem chống nắng là điều quan trọng vô cùng. Nếu như các bạn không muốn da các bạn bị nám thì ngày hôm nay mình giới thiệu mọi người, đây là dòng kem chống nắng của Hàn Quốc, kem chống nắng vật lý, chỉ số chống nắng SPF PA50+. Đó, các bạn thấy không? Đó, hôm nay chợ mình tranh thủ cái cây này nó mới nở đẹp như thế này. Trời ơi, không có ai quay cho mình cả, mình phải tự quay. Thì là kem chống nắng này, mọi người nhìn này. Cái này là mình đã bôi từ lúc 8 giờ sáng mình đi Costco đến bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Mà nếu như, tại vì bây giờ mình sẽ chạy xe máy, xe đạp với con gái của mình. Đó, đây mọi người nhìn này, vết thâm này, vết thâm của mình này. Đó, đây, mình sẽ bôi cho mọi người nhòm. À, đấy, sang đây thì mình dùng kem chống nắng khá nhiều bởi vì là cái nắng bên này nó khá gắt. Đó, đây. Bôi thử trên da cho mọi người xem nha. Xin chào mọi người. Hôm nay mình đi ra ngoài đường. Khoảng 10 ngày rồi mình mới được đi chơi. Và mọi người thấy không, ở bên Mỹ, cái tiểu bang mình ở, cái cây hoa này là cây hoa gì không biết, nhưng mà nó rất là nhiều hoa mọi người ơi. Trong trời nắng thế này thôi nhưng mà rất lạnh nha mọi người. Tuy nhiên với mình thì việc bôi kem chống nắng là điều quan trọng vô cùng. Nếu như các bạn không muốn da các bạn bị nám thì ngày hôm nay mình giới thiệu mọi người, đây là dòng kem chống nắng của Hàn Quốc, kem chống nắng vật lý, chỉ số chống nắng SPF PA50+. Đó, các bạn thấy không? Đó, hôm nay chợ mình tranh thủ cái cây này nó mới nở đẹp như thế này. Trời ơi, không có ai quay cho mình cả, mình phải tự quay. Thì là kem chống nắng này, mọi người nhìn này. Cái này là mình đã bôi từ lúc 8 giờ sáng mình đi Costco đến bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Mà nếu như, tại vì bây giờ mình sẽ chạy xe máy, xe đạp với con gái của mình. Đó, đây mọi người nhìn này, vết thâm này, vết thâm của mình này. Đó, đây, mình sẽ bôi cho mọi người nhòm. Đấy, sang đây thì mình dùng kem chống nắng khá nhiều bởi vì là cái nắng bên này nó khá gắt. Đó, đây. Bôi thử trên da cho mọi người xem nha. Đó, mình test cái trên mặt của mình là đã có kem chống nắng rồi. Thì mình sẽ test cho mọi người xem là cái này khi mà nó lên trên da mặt ấy,
trên da người nó sẽ thế nào. Để mình để đây cho mọi người nhòm này. Đó, đây. Đây là da body. Thì kem dùng được cho cả mặt lẫn body. Đó, kem mình bôi hơi nhiều nha mọi người. Thì có rất nhiều người bôi kem chống nắng mặt mà quên không bôi kem chống nắng cho cổ. Nên là đó, đây. Nó rất mỏng nha mọi người, rất mỏng. Đó. Nó có lên tông không? Có. Nó lên tông một tông rất nhẹ nhàng nha mọi người. Đây, một bên chưa bôi, một bên bôi. Đó mọi người, một bên bôi, một bên chưa bôi. Thì khi mọi người bôi kem chống nắng này này, cỡ tầm đó, đây, mình bôi, mình đập vòng lông mày cho mọi người nhòm này. Cái này kem chống nắng của Hàn Quốc nha. Kem chống nắng vật lý. Đó. Mặt mình là đang có nhiều vết thâm là do mình nặn mụn đó mọi người. Mắt mình bị nhìn ngược sáng, mình không có nhìn rõ nha mọi người. Mình bôi có chỗ đều chứ không đều mọi người bỏ qua nha. Nhưng mà mọi người bôi á, mọi người bôi mỏng thôi. Đó. Đây, một bên không bôi, một bên bôi. Thầy luôn. Cái gì này mọi người liên hệ phở bò tâm linh đá gì nha. Đó. Trời ơi. Mỏng lắm mọi người. Kem chống nắng thông thường sẽ giữ ở trên mặt của mọi người được khoảng 4 tiếng. Cho nên là khi mọi người dùng xong 4 tiếng mọi người có thể rửa mặt. Đó, đây. Kem chống nắng kem chống nắng là Heroina Hàn Quốc. Ok la, mọi người mua hàng đặt ở phở bò của mình. Mọi người xem trang của cái kênh của mình, tóc của mình ấy, nó có tè lé phồ. Ok chưa?